Cảm ơn Chúa. Chiều hôm nay tôi có cơ hội học với Chúa và bạn chị em. Trước hết tôi có lời chào thăm tới ông bà mục sư quản nhiệm cùng toàn thể thầy con dân Chúa trong tình yêu của Chúa. Nguyện Chúa ban cho hết thầy mỗi một chúng ta trong mùa Giáng sinh này tràn đầy ơn phước của Chúa. Amen. Chúng ta đang bước ở trong những ngày tháng của tháng 12 của mùa lễ Giáng sinh. Những ngày này rất là bận rộn và nhộn nhịp với cái mức độ mua sắm, và nhìn vào cái mức độ mua sắm của con người, người ta có thể đánh giá được cái việc tăng trưởng hay là cái sự suy thoái của một nền kinh tế. Có một điều đáng buồn đó là ngày hôm nay mùa Giáng sinh khiến cho người ta thường nghĩ đến những gì của cái việc vui chơi mua sắm hơn là ngày mà người ta hiểu rõ về ý nghĩa về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Giáng sinh là ngày kỷ niệm con trời giáng thế, và cũng là ngày mà nhân loại này nhận được ánh sáng của Thiên Chúa. 700 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, nhà tiên tri Ê-sai đã được Chúa mặc khải và cho biết rằng Chúa Giêsu phải được giáng sinh, sinh ra tại nơi trần thế. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu số 1, lời Chúa có chép rằng: dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn, và ánh sáng đã chiếu vào nơi bóng tự thần ngự trị. Thật vậy, bà chị em, trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, con dân Chúa đang ở trong những ngày tháng thật là buồn thảm, ở trong bóng tối của sự nô lệ, nghèo đói, áp bức, bóc lột, ở trong đầy dẫy cái sự tội lỗi của đời sống của mình. Và chính Chúa Giêsu ngài đã nói rằng: ta là ánh sáng thế gian, người nào đi theo ta chẳng đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng sống, ở trong Phúc Âm Văn đoạn 8 câu số 12. Và cho chúng ta biết rằng khi chúng ta ở trong Chúa thì ngài là ánh sáng, và ánh sáng đó dẫn cho chúng ta đến con đường của sự sống. Mỗi khi Giáng sinh về, chúng ta thường nghĩ đến một món quà yêu thương từ nơi Đức Chúa Trời ban cho con người. Và cũng có nhiều người họ nghĩ rằng: chà, mùa Giáng sinh năm nay mình sẽ được nhận một món quà từ một ai đó, một người thân yêu nào đó. Nhưng mà lắm lúc chúng ta quên một điều, đó là chúng ta cần có món quà gì dâng cho Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay. Và chúng ta ngẫm nghĩ rằng đâu là món quà mà Chúa ưa thích trong mùa Giáng sinh này. Thì giờ này chúng ta cùng học với nhau trong lời của Chúa và suy ngẫm qua bài học với đề tài đó là món quà Giáng sinh. Món quà trong mùa Giáng sinh. Món quà trong mùa Giáng sinh để dâng cho Chúa năm nay là gì? Ở trong chúng ta có bao nhiêu người thích được nhận quà? Chúng ta thành thật đi ạ. Có bao nhiêu người thích được nhận quà? Dạ. Như vậy thì có bao nhiêu người thích được tặng quà? Ít hơn à? Chúng ta thấy ít hơn. Người nhận quà thì được nhiều, mà những người tặng quà thì ít hơn. Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta biết thì ban cho có phước hơn là nhận lãnh, ông bạn chị em. Đối với những người thế gian thì người ta cho rằng những người được phước, được phúc đó là người đó nhận được nhiều cái phần lợi ích về mình. Nhưng mà Chúa, lời của Chúa, nguyên tắc của Chúa trong cái sự phước hạnh của Chúa thì chúng ta ban ra thì có phước hơn là chúng ta nhận lãnh. Ở trong Ngôn đoạn 11 câu số 24, có người rải của mình ra lại càng nhiều lên, cũng có người chắc lốt quá bực nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Có nghĩa là khi chúng ta gieo ra thì chúng ta nhận được nhiều lên, và nếu mà chúng ta cứ giữ cho riêng mình, chúng ta cứ chắc lọt quá bực thì Kinh Thánh cho biết thì chúng ta chỉ nhận được sự thiếu thốn mà thôi, bạn chị em. Và chúng ta cần phải thấy được điều này, nguyên tắc này, để chúng ta có được sống phước hạnh của Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay. Chắc hẳn rằng khi chúng ta đi Giáng sinh, đến dự Giáng sinh của một ai đó mời chúng ta đến trong mùa Giáng sinh năm nay thì chắc chắn phải có quà, các bạn chị em. Không có ai mà đi dự mùa Giáng sinh mà đi tay không được. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị một món quà gì cho Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay. Ở trong Roma đoạn 12 câu số 1 phần B, đây là điều mà Phaolô đã khuyên con dân Chúa tín hữu trong thời bấy giờ: hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là món quà mà Chúa ưa thích, ông bà chị em. Thân thể để nói lên trọn cả đời sống của chúng ta, để sống cho Chúa, để thờ phượng Chúa. Điều mà Chúa ngài muốn đó là món quà
của cuộc đời của chúng ta, chứ không phải chỉ là những sự chăm chút bề ngoài trong buổi Giáng sinh năm nay, bạn chị em. Chúng ta học với nhau trong đề tài buổi chiều hôm nay với hai điều. Điều thứ nhất đó là sửa soạn tấm lòng, và phần thứ hai đó là tận hiến đời sống để thấy được rằng đời sống chúng ta là món quà mà Chúa thích. Sửa soạn đời sống. Sửa soạn đời sống có ba điều mà chúng ta cần sửa soạn, đó là sửa soạn tấm lòng thanh sạch, tấm lòng của sự yêu thương và tấm lòng của đời sống tôn cao Chúa. Cái sự thanh sạch, tại sao chúng ta cần phải sửa soạn, tại sao chúng ta phải cần làm sạch tấm lòng của mình? Bởi vì Kinh Thánh cho biết rằng, ở trong Châm Ngôn nói rằng, đời sống của chúng ta, tấm lòng của chúng ta là nguồn sự sống, bạn chị em. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Đó là lý do mà chúng ta cần phải giữ gìn đời sống của chúng ta. Hơn nữa, Chúa Ngài cân nhắc tấm lòng của chúng ta, Ngài xem xét tấm lòng của chúng ta. Loài người nhìn bề ngoài, nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy ở trong lòng của chúng ta. Chúa Ngài không quan tâm đến mùa Giáng sinh năm nay với ông bạn chị em chúng ta mặc đồ quần áo hiệu gì, chúng ta có bao nhiêu tiền, chúng ta dâng cho Chúa bao nhiêu, chúng ta trang trí nhà cửa chúng ta, hội thánh Chúa đẹp đẽ chừng nào. Nhưng mà Chúa cần và Chúa muốn nhìn thấy bên trong tấm lòng của chúng ta với Chúa như thế nào trong mùa Giáng sinh năm nay. Đời sống chúng ta với Chúa và tấm lòng của chúng ta trong mùa Giáng sinh như thế nào? Có phải đó là đời sống của sự thiếu tin kính, đời sống của sự nguội lạnh, đời sống của sự yếu đuối, đời sống của sự hâm hẩm? Và chúng ta cần phải thấy được, cần phải nhắc nhở và tự nghĩ lại trong đời sống của mình, tấm lòng của chúng ta trong mùa Giáng sinh này với Chúa như thế nào. Tấm lòng trong sạch nói đến một đời sống ăn năn và xưng tội mình với Chúa. Cái sự ăn năn đó cho thấy rằng chúng ta có những sai trật, chúng ta có những lỗi lầm và cần phải ăn năn với Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay. Cái sự ăn năn đó phải là sự ăn năn thật, như chính David đã có được đời sống ăn năn với Chúa. Ở trong Thi Thiên 51 câu số 3 tới câu số 10 chúng ta cùng học với nhau. Vì tôi nhận biết cái sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi đã phạm tội cùng Chúa và chỉ một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kì, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hồi thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật bề trong, Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, vì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ trở nên trắng sạch, sẽ nên trắng hơn tiết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, hãy để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khối lạc. Xin Chúa ngủ ánh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Đây là điều mà David, sau những ngày tháng ông ở trong tội lỗi, sau những lúc mà ông làm lỗi với Chúa, thì bây giờ ông có một thái độ ăn năn với Chúa rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong, hay làm mới lại trong tôi một thần linh, một tấm lòng trong sạch, và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng trước mặt Chúa. Đây là điều mà chúng ta cũng cần nói như David rằng: Chúa ơi, xin tha thứ những bất toàn vi phạm trong đời sống của con, và Chúa ơi, xin hãy làm cho lòng của con được trong sạch, hãy dựng nên tấm lòng của con, tấm lòng mới này, và làm mới lại trong tâm linh của con được ngay thẳng, được bước đi trong đường lối của Chúa và đạo phục Chúa mỗi ngày. Và chúng con phải làm sáng danh Chúa, một đời sống ăn năn mà David đã có. Sau khi ăn năn thì cần phải xưng tội lỗi của mình, sự xưng nhận, để rồi chúng ta từ bỏ nó, cước từ nó. Những ngày tháng trước đây của người cũ của mình, của người tội lỗi phải được từ bỏ, phải được rửa sạch, phải được gọt giũa, phải được rửa sạch bởi huyết của Chúa Giêsu, và chúng ta xưng tội mình. Lời Chúa trong Dân Nhất đoạn 1 câu số 9 cho chúng ta biết rằng: Còn nếu ai xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công bình, tha tội chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác của bạn chị em. Khi chúng ta ăn năn, chúng ta xưng tội thì Chúa sẽ rửa sạch tội lỗi tôi, ông bạn chị em.
Sự vui mừng năm nay, ở trong mùa Giáng sinh này, chúng ta cần phải ăn năn xin tội và chúng ta cần phải hàn gắn lại cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa bấy lâu nay, nguội lạnh, hâm hẩm, yếu đuối và gắn chặt trong tình yêu, trong sự ngọt ngào của Chúa. Và hơn thế nữa, chúng ta cũng cần phải hàn gắn, kết nối, phục hồi cái mối liên hệ chúng ta với anh em của mình nữa mà chị em. Bởi vì cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa được thể hiện qua mối liên hệ chúng ta với anh em của mình ông bà chị em. Vì nếu chúng ta nói rằng chúng ta yêu Đức Chúa Trời không thấy được mà chúng ta lại ghét anh em mình thấy được thì điều đó không đẹp lòng Chúa. Điều đó Chúa nói là kẻ nói dối ông bà chị em. Nếu chúng ta nói chúng ta yêu Chúa mà chúng ta không thấy mà anh em của mình thấy đây nè, trước mắt đây nè, sống với mình đây, gần gũi với mình đây mà chúng ta không yêu thì Đức Chúa Trời nói ấy là kẻ nói dối ông bà chị em. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có một tấm lòng trong sạch, để tấm lòng ăn năn xưng tội và trở lại với Chúa để nhận lãnh một mùa Giáng sinh phước hạnh ở trong Chúa năm nay. Phần thứ hai đó là tấm lòng của sự yêu thương. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương hay là Chúa là Chúa của tình yêu. Và tình yêu thương là một điều mà rất là quan trọng trong đời sống Cơ Đốc nhân. Và trong Giăng đoạn 13 câu số 35 lời Chúa nói rằng nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Tôi rất thích câu này bạn chị em. Nếu chúng ta nói yêu nhau, chúng ta yêu nhau thì người ngoại, những người chưa biết Chúa sẽ biết chúng ta là con cái yêu dấu của Chúa ông bạn chị em. Cái tình yêu đó thể hiện với chúng ta, với anh em của mình trong đức tin. Nhưng vượt qua cái tình yêu giữa anh em trong Chúa còn nói đến tình yêu của lòng thương xót, của sự chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Hebrew đoạn 13 câu số 16 chép như thế này: chớ quên sự việc lành và lòng bố thí và sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chương đạo đoạn 3 câu số 12: vậy ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt hơn cho loài người hơn là vui vẻ và làm lành trọn đời mình. Cái sự yêu thương nói lên cái sự, cái tấm lòng trắc ẩn, cái sự cưu mang, cái sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ cho những người nghèo khó, với những người xung quanh của chúng ta nữa ông bà chị em. Có một câu chuyện kể về tình yêu thương như thế này. Một ngày nọ có một cô gái đi trên đường làm về trong mùa Giáng sinh năm nay. Mùa Giáng sinh cũng rét bước như chúng ta đang có những không khí như ngày qua. Và trên đường đi làm về từ chỗ làm đến nhà mình thì đi ngang qua một cửa hàng ăn uống. Cô gái này thấy một cậu bé đang ngồi góc hè bên cái cửa hàng ăn uống đó co ro rát mướt đầy lạnh lẽo, và cô gái này bởi tấm lòng trắc ẩn yêu thương đã đến gặp cậu bé và dẫn cậu bé vào trong cửa hàng ăn uống. Và trong những lúc đó thì cô gái này chia sẻ về tình yêu của Chúa Giêsu, vì món quà Giáng sinh của Chúa, vì sự sống của Chúa Giêsu. Và cậu bé say sưa nghe, và trong lúc nghe thì cậu bé vẫn tiếp tục ăn những cái thức ăn mình đang đói khát những ngày qua. Rồi sau đó thì cô gái này lại tiếp tục dẫn cậu bé này đi qua một cửa hàng quần áo khác để mua cho cậu bé những chiếc quần, chiếc áo ấm áp trong mùa đông này. Và cậu bé thấy được cái việc làm của cô gái này, trong lòng thắc mắc, không biết tại sao cái người này tốt như vậy. Và trong lúc thắc mắc đó thì cậu bé nhớ ngay đến những điều mà cô gái nãy giờ đang chia sẻ về tình yêu của Chúa Giêsu, món quà của Chúa Giêsu, sự sống của Chúa Giêsu v.v. Thì cậu bé này mới hỏi cô gái như thế này: cô ơi, như vậy thì cô có phải là Chúa Giêsu không? Cô gái này nhìn cậu bé mỉm cười và trả lời rằng không, cô không phải là Chúa Giêsu, nhưng cô là con cái của Chúa Giêsu. Và khi cô bé này trả lời, cô gái này trả lời xong thì cậu bé liền lập tức nói: vâng, cũng biết mà, cô thế nào cũng là bà con của Chúa Giêsu. Và cậu bé nói cái điều này khiến cho lòng của người cô gái này lặng đi. Có một gì đó nó nghẹn ngay cổ họng của cô. Và cô thầm cảm ơn Chúa vì những việc làm của cô để người ta biết rằng cô thật sự là con cái của Chúa. Cô gái nói về Chúa nhưng mà những gì sự bày tỏ, những gì yêu thương giúp đỡ của cậu bé đang đói khát, đang lành lẽo này, và cô thể hiện bằng tấm lòng yêu thương đó khiến cho cậu bé nhầm tưởng cô là Chúa Giêsu. Và sau khi được giải thích rằng mình là con cái Chúa thì cậu bé lại một lần nữa nói rằng con biết mà, con biết cô thế nào cũng là bà con của Chúa Giêsu. Bởi vì
Cậu bé đã nghe được tình yêu của Chúa Giêsu thế nào, đã biết được cái món quà yêu thương mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại này qua Chúa Giêsu thế nào, và biết được Chúa đã chịu chết và đã sống lại để ban cho con người sự sống nào. Và cậu bé đã hình dung, đã hiểu được tình yêu của Chúa như thế nào. Ông bà chị em ơi, ngày hôm nay cuộc đời của chúng ta thật khó để chúng ta nói với Chúa rằng Chúa yêu ông bà chị em mà chúng ta không yêu thương, không quan tâm, không giúp đỡ nhiều người, không có sức phục, không đủ sức thuyết phục để cho người khác rằng tình yêu của Chúa phải được bày tỏ qua đời sống của chúng ta. Chúa nói rằng chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Và tôi được biết rằng ở đây có một người cũng thường hay làm những công việc đó. Và tôi rất hết sức kính phục, nể trọng tấm lòng của bà. Bà có tấm lòng yêu thương, có tấm lòng giúp đỡ và sẵn sàng cứu mang cho nhiều người. Bà làm những công việc mà có những lúc bà nhận lại là trái đắng, bà chị em, nhưng bà vẫn vui vẻ làm, và bà làm như là làm cho Chúa vậy, bà chị em. Đó là cái tấm lòng yêu thương mà Chúa cần chúng ta trong mùa Giáng sinh năm nay, bà chị em, để sống cho Chúa. Và một tấm lòng nữa là tấm lòng của sự tôn cao Chúa. Bài hát buổi chiều hôm nay tôi rất thích, đó là lòng con yêu kính Cha Hoam, con yêu mến Ngài, nguyện dâng đời con để thờ phượng Chúa. Nguyện dâng đời con để thờ phượng Chúa. Đời sống, tấm lòng của sự tôn cao Chúa là một cái điều mà Chúa rất là vui thích, Ngài ưa thích trong mùa Giáng sinh năm nay, bạch chị em. Trong Matthew đoạn 2 câu số 11, khi các bác sĩ phương Đông đến tìm gặp Chúa Giêsu thì họ liền sắp mình xuống mà thờ lạy Ngài. Kinh Thánh cho biết rằng khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài thì sắp mình xuống mà thờ lạy Ngài, rồi bày củ quý ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Người ta khi người ta thấy Chúa Giêsu được sinh ra thì những người này đã sắp mình xuống, đã bày những cái lễ vật rất là quý giá đối với họ để tôn cao Chúa. Và đời sống của chúng ta trong mùa Giáng sinh năm nay, tôi và ông bà chị em sẽ tôn cao Chúa như thế nào? Tinh thần và thái độ trong sự thờ phượng Chúa, cái sự tôn cao Chúa ra sao là điều mà đáng để nhắc nhở cho chúng ta. Tác giả Thi Thiên 34 từ câu số 1 tới câu số 3. Và tôi ước ao rằng chúng ta cũng sẽ hòa mình vào tinh thần của tác giả như đã chép. Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự tôn vinh Ngài hằng ở miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, những người hiền từ sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Buổi chiều hôm nay có một sự kêu gọi, và tôi cũng muốn nói với ông bà chị em như tác giả Thi Thiên rằng chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Chúa Giêsu. Amen. Hãy tôn cao Chúa Giêsu ở trên đất này. Vì một mình Chúa được tôn cao thôi, ông bà chị em. Chỉ một mình Chúa Giêsu đáng được tôn cao và mọi sự vinh hiển thuộc về Ngài. Đó là điều mà chúng ta cần phải sửa soạn tấm lòng của chúng ta trong mùa Giáng sinh năm nay. Và phần thứ hai đó là hành động, đó là đời sống tận hiến của chúng ta với Chúa. Tận hiến đời sống có nghĩa là chúng ta phải sống cho Chúa. Một trong những điều quan trọng đối với đời sống cơ đốc nhân đó là chúng ta có sẵn sàng sống cho Chúa, sống theo ý muốn của Chúa, đọc Chúa cách hoàn toàn, hay là chúng ta không để Chúa nắm chúng ta mà chúng ta thường hay dẫn nắm tay Chúa đi. Chúng ta thường làm ý của mình hơn là ý của Chúa. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện đó, nhưng mà cầu nguyện thì cầu nguyện cho Chúa, nhưng mà làm thì vẫn làm theo ích của mình, ý thích của mình hơn. Chúng ta cần phải thấy được đời sống sống cho Chúa đó là khi tôi và ông bà chị em phải có một đời sống đau phục Chúa một cách hoàn toàn. Lời Chúa trong Luca đoạn 9 câu số 23 có chép: nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày phải vác thập tự giá mình mà theo ta. Chúa Giêsu đã nói rằng nếu ai muốn theo Ngài thì phải tự bỏ mình đi. Từ bỏ mình đi có nghĩa là từ bỏ con người cũ của mình, ông bà chị em. Từ bỏ con người của sự xác thịt, con người của sự yếu đuối, con người của sự tội lỗi, ham thích những gì thuộc thế gian này hơn là Chúa. Chúng ta cần phải từ bỏ những điều đó để chúng ta sống theo ý muốn của Chúa. Và chúng ta phải mỗi ngày vác thập tự giá. Chúng ta dựa vào cái sự thương khó của Chúa, ông bà chị em. Chúng ta đi với Chúa nơi con đường hẹp, nhưng mà con đường đó dẫn chúng ta đến con đường của sự sống, con đường của sự phước hạnh ở trong Chúa mỗi ngày. Và Chúa cần chúng ta đó là một đời sống sống cho Chúa. Cái sự sống cho Chúa nó nói đến cho chúng ta hiểu được rằng mục đích của đời sống của chúng ta với Chúa. Mục đích của đời sống của con dân Chúa đó là chúng ta thờ phượng Chúa và
phục vụ Ngài hay là phụng sự Ngài. Đừng để những điều gì nó đánh mất cho đời sống của chúng ta, đánh mất đi cái ý muốn hay là mục đích của Chúa trên đời sống của mình. Ở trong Ezra đoạn 8 câu số 15 đến câu số 20 có kể chúng ta về một câu chuyện khi đoàn dân của dân Israel trở hồi hương trở về. Và trước khi trở về thì Ezra đã ra lệnh để hạ trại đóng quân toàn dân chúng tại gần bên phía bờ sông. Và việc ông hạ trại để ông kiểm tra tình hình cái dân hồi hương trở về Jerusalem lúc bấy giờ. Và trong lúc mà ông kiểm tra và ông phát hiện ra rằng không có một người Lê Vi nào trở về trong lần hồi hương này, ông bà chị em. Chúng ta biết rằng dân Lê Vi hay là gọi là chi phái Lê Vi là một chi phái hay là một dân được Đức Chúa Trời biệt ra để phục vụ trong đền thờ, hay là một dân để được biệt ra thánh để thờ phượng, để phục vụ Chúa, để sống cho Chúa. Và trong 70 năm lưu đày tại xứ Babylon, dân của Chúa là những người Lê Vi, họ không còn được phục vụ đền thờ nữa. Và ngày này qua tháng nọ, thế hệ này qua thế hệ kia, họ quên mất đi cái việc mà họ còn phải làm. Cái mục đích của Chúa trên đời sống của họ đó là thờ phượng, đó là phục vụ Chúa trong đền thờ. Và khi cho nên nhiều năm sau đó thì họ không còn nhớ cái mục đích của mình đối với Chúa nữa, đó là phục vụ Chúa trong đền thờ nữa. Cho nên trong lần hồi hương cho này trở về thì không có một cái người nào họ chấp nhận, họ đồng ý hay là tình nguyện trở về Jerusalem nữa, bạn chị em. Và thưa hội thánh, cái hình ảnh của người Lê Vi có khi nào là cuộc đời của tôi mà bạn chị em chúng ta ngồi ở đây? Có khi nào chúng ta có những việc mà nó thường xảy ra hàng ngày của chúng ta, công ăn việc làm của chúng ta, nó khiến cho chúng ta quên đi cái sự nhóm lại, chúng ta ít cái sự trung tín trong sự nhóm lại, chúng ta quên đi thời giờ cầu nguyện với Chúa, thời giờ học lời Chúa, tinh thần phục vụ Chúa, chúng ta không dành trọn cho Chúa, thờ phượng Chúa chỉ 2 tiếng đồng hồ mỗi Chủ nhật thôi, nhưng mà chúng ta đôi khi chúng ta lại lấy mất của Chúa hết nửa tiếng rồi. Đôi khi chúng ta đi trễ mà chúng ta về sớm. Đôi khi chúng ta không còn muốn sống cho Chúa nữa. Và đó là cái điều mà chúng ta đã đánh mất đi cái mục đích của Chúa trên đời sống của mình, bà chị em. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thấy được điều này. Chúng ta không trở nên quen thuộc. Có những điều mà hàng ngày nó cứ trải qua, nó lặp đi lặp lại, nó khiến cho đời sống chúng ta trở thành thói quen. Và chúng ta không biết rằng đây là những điều mà chúng ta đang sai chọc. Đây là những điều mà Chúa đang buồn lòng với chúng ta, mà chúng ta cứ giữ lấy, chúng ta cứ làm theo cách đó như người Lê Vi. Họ không chịu trở về tại Jerusalem để tiếp tục phục vụ Chúa như điều mục đích của Chúa trên đời sống của họ. Chúa cần nơi chúng ta đó là tấm lòng mà chị em. Chúa cần đó là nơi chúng ta nhận biết mục đích của Chúa trên đời sống của chúng ta như thế nào. Có phải là cơm áo gạo tiền, có phải là tất cả những gì ở trong thế gian này nó làm cho chúng ta đam mê, chúng ta chăm chú vào nó mà chúng ta đánh mất đi mục đích của Chúa trên đời sống của con dân Ngài. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta buổi chiều hôm nay, trong mùa Giáng sinh năm nay, để chúng ta thấy được rằng đời sống chúng ta là món quà, phải có một đời sống tận hiến cho Chúa. Trong Philip đoạn 3 câu số 8, Paulo đã nói rằng: "Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ." Paulo nói rằng ông xem hết thảy như là sự lỗ, và sự nhận biết về Đức Chúa Christ là quý hơn hết, ông bà chị em. Rồi ông cũng coi những điều khác nữa như là rơm rác, hầu cho được đấng Christ. Mục đích của đời sống Paulo, và ông nói tiếp tục trong Roma đoạn 14 câu số 8 rằng: "Vậy nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa." Ở trong Philip đoạn 1 câu số 21, một câu kinh thánh mà tôi rất thích đó là: "Đấng Christ là sự sống tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi." Vậy sống là Christ, chết là ích. Đó là mục đích của cuộc đời của chúng ta. Đó là mục đích mà Chúa tạo dựng nên chúng ta. Ngài đã cứu cuộc đời tôi và bạn chị em. Và ngày hôm nay Chúa muốn, và Chúa luôn muốn con dân Chúa hãy nhớ đến mục đích của Chúa trên đời sống của mình.
để chúng ta sống đẹp lòng Chúa, bạn chị em, để cuộc đời tôi và bạn chị em được phước của Chúa. Và thứ cuối cùng đó là sẵn sàng để Chúa dùng, sống cho Chúa, không quên mục đích của Chúa, không coi những điều trong thế gian này là hơn Chúa, nhưng là lơm là rác, là những gì tạm bợ trong thế gian này, sẵn sàng để Chúa dùng. Tuần lễ trước chúng ta học trong Luca đoạn 1, chúng ta nghe về câu chuyện của việc Mary được thiên sứ mách cho bà biết rằng bà phải được mang thai và sinh một hài nhi tên là Jesus. Và chúng ta biết rằng lúc bây giờ Mary và Joseph đã được hứa hôn. Đối với người Do Thái rằng khi hai người hứa hôn với nhau rồi thì đã trở nên là vợ chồng rồi, bà chị em. Và thật là khó khăn, thật là một cái gì đó trở nên tội lỗi nếu mà người vợ của Joseph là Mary đã có mang trước khi ăn ở với Joseph. Và đối với luật lệ Do Thái thì họ phải bị ném đá cho đến chết. Một cái luật này rất là kinh khiếp. Ông bà anh chị em cứ nghĩ của mình cứ ngồi đó, mình đó, rồi người ta cứ ném từng viên đá một, ném từng viên đá một, rồi chúng đầu, chúng mắt, chúng tay, chúng người, nó máu từng chút chảy ra và cho đến chết. Ông bà thấy kinh khiếp không? Đây là một cái luật rất là khủng khiếp trong thời bây giờ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Mary không màng tới điều đó. Bà không quan tâm đến rằng bà sẽ bị người ta cười chê, không bị người ta sỉ nhục và thậm chí là bị mất cả sinh mạng của mình. Nhưng Mary đã nói gì với thiên sứ của Chúa trong câu số 38? Mary thưa rằng: "Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin điều xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền." Mary đã sẵn sàng chấp nhận để Chúa dùng trong tinh thần tôi tớ của một tôi tớ Chúa. Và điều này có nghĩa là Mary phải bị chấp nhận mọi cái sự đối diện, chuyện khó khăn, thách thức trên đời sống của mình. Nhưng mà bà sẵn sàng để Chúa dùng đời sống của mình và hoàn toàn tin cậy vào nơi Chúa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã sẵn sàng để cho Chúa dùng. Có những sự biến nhát hay lo lắng sợ hãi hay những sự trùng bước nào trên đời sống của chúng ta khi chúng ta không muốn để cho Chúa sử dụng cuộc đời của mình? Ê-sai đoạn 6 câu số 8. Đoạn: "Tôi nghe tiếng Chúa phán, ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng, có tôi đây, xin hãy sai tôi." Đây là câu kinh thánh mà Chúa đã kêu gọi trong cuộc đời của tôi, trong sự dâng mình hầu việc Chúa. Và cũng đã bao lần tôi cũng phải suy nghĩ đắn đo, và tôi cũng phải ở trong sự cầu nguyện, trong sự kiên ăn với Chúa để tìm biết ý Chúa, đâu là ý muốn của Chúa, đâu là cái cảm xúc của mình. Và cảm ơn Chúa, tôi đã vâng theo ý Chúa. Thưa Hội Thánh, chúng ta có sẵn sàng sống cho Chúa? Chúng ta có sẵn sàng bước đi với Chúa? Hay là chúng ta khói thác? Hay là chúng ta đùng đẩy trách nhiệm? Chúa ơi, Chúa sai ai thì sai đi, chứ con là con không có ơn đó rồi đó. Nhiều khi chúng ta đùng đẩy trách nhiệm, chúng ta nói Chúa, chúng ta trốn tránh. Nhưng mà ông bà chị em ơi, đừng có trốn giống Jonah ông bà chị em. Chúng ta biết kết quả của Jonah rồi, bầm dập rồi. Nhưng mà Chúa dùng rồi, chúng ta cần phải có đời sống sẵn sàng cho Chúa. Hay là Mác đoạn 16 câu số 15: "Hãy đi khắp thế gian để giảng tin lành cho mọi người." Nhưng mà nhiều lúc chúng ta nói không được rồi Chúa ơi, cái chuyện mà đi nói về Chúa là chuyện của ông mục sư, chuyện đó là chuyện của ban chấp hành hội thánh, cái chuyện đó là chuyện của ban chứng đạo, còn con chỉ là phó tín đồ thôi, cho nên Chúa ơi đừng có sai con. Nhiều khi chúng ta cứ phải đùng đẩy, chúng ta phải lo lắng, chúng ta sợ sệt và chúng ta không có sẵn sàng để cho Chúa dùng. Nhưng mà mùa Giáng sinh năm nay tôi ước ao và tôi khích lệ ông bà chị em, hãy như là đời sống của Mary, hãy như là tinh thần của Ê-sai đã nói rằng chúng ta là tôi tớ của Chúa, hãy sẵn sàng là con dân Chúa, hãy để cho Chúa sử dụng cuộc đời của mình để làm lợi ra trong việc nhà của Chúa, để qua chúng ta Chúa dùng để mở mang cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Ta amen ông bà chị em. Chúng ta cần điều này. Chúng ta cần phải thấy được ý muốn của Chúa trên đời sống của mình. Roma đoạn 10 câu số 13 đến câu số 7, tôi muốn đọc kinh thánh này để kết thúc cho bài chia sẻ buổi chiều hôm nay.
Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu, nhưng họ chưa nghe tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Vì Esai có nói rằng, lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi người ta nghe, và người ta nghe là lời của Đấng Christ được rao giảng, bà chị em. Đức tin đến là bởi vì người ta nghe, và người ta nghe đó là lời của Chúa, đó là phúc âm của Chúa, đó là tin tức tốt lành, đó là tin mừng, đó là tin mà ngôi hai con trời đã giáng thế trong mùa Giáng sinh hôm nay để đến, để là ánh sáng của thế gian này, để rọi vào nơi tối tăm của bóng của tử thần ngự trị, và Ngài đến để Ngài cứu vớt kẻ có tội. Đó là tin tức tốt lành, đó là tin mừng cho muôn dân. Và Chúa muốn cuộc đời của tôi và mình trẻ em là món quà cho Chúa. Là món quà, đó là chúng ta sửa soạn tấm lòng của chúng ta với Chúa. Tấm lòng của cái sự thánh sạch, tấm lòng của sự yêu thương, tấm lòng của sự tôn cao Chúa. Và nó thể hiện bằng một đời sống tận hiến cho Chúa. Đó là chúng ta sống cho Chúa và sẵn sàng để Chúa dùng cuộc đời của chúng ta cho mùa Giáng sinh năm nay. Đó là món quà mà Chúa yêu thích. Nguyện xin Chúa ban phước cho hết thảy mỗi chúng ta, ban phước cho cuộc đời tôi và mình chị em thấy được mục đích sống của cuộc đời mình ở trong tay của Chúa, để sống đẹp lòng Chúa, để thờ phượng Chúa, và cuộc đời của chúng ta được phước hạnh ở trong Chúa. Amen.